Chào mừng anh chị quay lại với kênh Tiếng Cà Bài. Hôm nay thứ hai cả đầu tuần, chúc anh chị có một ngày làm việc nhiều hiệu quả và nhiều niềm vui đấy. Thì hôm nay chủ đề sẽ liên quan đến cái trung tâm tiếng Anh một chút, là trung tâm vì sao có những cái trung tâm tiếng Anh miễn phí, gọi là những cái trung tâm tiếng Anh free ấy. Thì tôi làm video này tôi không gọi là đả kích, đả động hay là động chạm đến bất cứ một cá nhân hay là tên một trung tâm tiếng Anh nào cả. Thì tôi chỉ nói là chung chung về trung tâm tiếng Anh miễn phí thôi. Vì có bạn hỏi tôi là anh ơi có nên học trung tâm tiếng Anh miễn phí không? Thì theo cái trải nghiệm cá nhân là tôi đã được nói chuyện với cả rất nhiều cái bạn đã từng học trung tâm tiếng Anh mất phí và có phí và không có phí. Thì hôm nay tôi sẽ đúc kết và tôi sẽ chém gió anh chị về cái vấn đề này, là vì sao có những cái trung tâm tiếng Anh miễn phí mà thực sự có miễn phí không? Đấy. Thì đầu tiên này tôi định nghĩa từ miễn phí một chút. Miễn phí là nó không mất tiền. Đấy, không mất tiền. Nhưng mà bù lại thì mình mất cả thời gian mình đi lại. Mà đôi khi thì miễn phí có thể là miễn phí cái này, miễn phí cái này, nhưng mà lại cũng có phí cái khác. Ví dụ miễn phí học chẳng hạn, nhưng lại mất phí cái tiền về trang thiết bị, đồ dùng học tập, gọi là phòng ốc đấy, rồi là tiền tài liệu, rồi tiền điện nước đấy. Thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng là cuộc sống này, trên đời này chả có cái gì miễn phí cả. Có những cái miễn phí thì nó cái miếng phô mai miễn phí thì nó sẽ luôn luôn nằm ở trên cái bẫy chuột, luôn nằm ở trên bẫy chuột. Chắc chắn là khi mà người ta miễn phí thì những cái trung tâm tiếng Anh miễn phí ấy, thì thường người ta sẽ không cạnh tranh được với những cái trung tâm kia. Cái những trung tâm bình thường ấy, thường người ta sẽ ghi là trung tâm về giao tiếp, về phát âm, về bằng nọ bằng kia, thì họ sẽ ghi là 10 buổi, 20 buổi là bao nhiêu tiền đấy, mấy trăm nghìn buổi đấy, người ta sẽ ghi rõ ràng ra. Hoặc là khi bạn IB, bạn inbox với họ, nói chuyện với họ, thì họ sẽ ghi cái giá ra là bao nhiêu tiền một buổi, bao nhiêu tiền một tiếng. Đấy, rất là rõ ràng. Thế còn những cái trung tâm gọi là free, miễn phí ấy, thì họ không cạnh tranh được. Thì cho nên là họ sẽ có những cái đường lối marketing khác, PR khác. Có nghĩa là họ sẽ gọi là miễn phí để cho các bạn đến học. Nhưng mà cũng sẽ có những người là miễn phí về học hành, nhưng phải đóng tiền điện nước, tiền phòng ốc. Nhưng mà cũng có bạn là miễn phí thật. Nhưng bù lại những cái bạn miễn phí được học ấy, thì các bạn chính là cái bình phong, là cái hình ảnh, là cái quan gọi là quân tốt để thu hút bạn bè, người thân, những người có nhu cầu học tiếng Anh đến đấy để học cái trung tâm đó. Thực ra thì nói chung là người ta mở ra trung tâm thì tôi nói thẳng là phải có lợi nhuận, phải có tiền. Tiền là cái mạch máu của một cái công ty, của một doanh nghiệp. Mục đích là tiền hết, chả có gì miễn phí. Nếu mà họ mở ra mà họ miễn phí thì gọi là từ thiện rồi. Thực ra nếu mà miễn phí thì gọi là từ thiện rồi. Chứ họ mở ra, họ làm kinh doanh thì không bao giờ có miễn phí đâu. Có thể là miễn phí, nhưng mà chính bạn là người marketing, chính bạn là cái bình phong để giới thiệu bạn bè của bạn, người thân của bạn đến học cái trung tâm đó, đúng không? Đấy, họ rất là cao tay. Thực ra thì không có gì miễn phí đâu anh chị ạ. Đấy, thì hôm nay thì tôi phân tích một chút về cái trung tâm tiếng Anh miễn phí. Thứ nhất là họ không cạnh tranh được với những trung tâm kia, thế cho nên là họ tìm cái đường lối PR khác, là gọi là miễn phí. Thứ hai là miễn phí, có thể các bạn miễn phí tiền học, nhưng sau đó các bạn đến sẽ mất tiền điện nước, tiền phòng ốc, tiền tài liệu. Thứ ba, nếu mà miễn phí, đúng là miễn phí là hoàn toàn không mất tiền học, không mất tiền tài liệu, không mất tiền phòng ốc, không mất gì cả. Nhưng bù lại chính các bạn sẽ làm cái hình ảnh để lôi kéo bạn bè, người thân học ở cái trung tâm đó. Đấy, thì giờ tôi chỉ chốt lại cái ba gạch đầu dòng thôi. Miễn phí, và tôi chốt lại là trên đời này chả có cái gì miễn phí cả. Họ mở trung tâm, họ mở doanh nghiệp ra thì chắc chắn họ phải đầu tư để thu lợi nhuận, để thu tiền. Nếu mà họ mở ra mà không thu tiền, không thu lợi nhuận thì đó gọi là chạy từ thiện rồi anh chị nhá. Không có miễn phí đâu. Miễn phí cái nọ thì mất cái chai thôi.